mến đến các bạn. Giờ là 8 giờ rưỡi rồi, nãy 8 giờ. Tối qua 12 giờ là ngủ. À, trời rất là mát. Tối mới lạnh luôn, phải lấy cái mền đập luôn. Rồi mình chỉ lên, tối ôm đầy đủ luôn. Đó, ở xung quanh một cái khu kem cạnh bờ sông mà có mình thôi, có mình nên thôi. Hai ông chú, hai cụ đi đâu rồi, có anh chàng người làm phơi đồ. Nguyên cái bãi này của mình thôi. Đây trên có cái quạt nè, của Fanwin bạn mình bán nè, đèn của Phoenix nè. Đó, đầy đủ đồ chơi. Còn như thường lệ, che nắng cho mình. Có thêm một cái tấm tăng bên phải gắn thêm ngay cao quay mặt về phía đông, tại vì biết sáng vậy sẽ che nắng. Đó mới xịn nè, xịn chưa? Chevelle Authentic 300 rất hay luôn. Bản sóc của mình, ít đồ chơi camping. Mình còn hộp cá mồi nữa nè, nhưng mà đó để gì tối rồi lấy mì xào ăn sao, sáng ăn nhẹ thôi rồi đi vô phố chơi coi. Lấy xe đạp, lấy bàn sau ra, ra chạy chơi. Lấy bếp còn tiếp để chưa mua xăng, để nấu bếp xăng, xăng với lại khỏi rút trong bình ra. Đóng rồi, coi chừng. Coi chừng đóng rồi là quên ấy luôn. Đây cái nồi. Nồi mì trong đây cũng được. Lấy cái nồi để ra cho nó sạch sẽ. Lấy cái nồi của két titanium đàng hoàng nha. Vỡ mình rửa rồi. Vừa đủ một người, đồ nấu ăn của một người. Đang hạn chế trên bột. Để ăn, ăn nửa gói thôi. Không bỏ gia vị nhiều quá, đang hạn chế ăn cay. Cũng không cần bếp còn, tại vì mình có cái bếp nước nóng, có cái bếp, có hai loại bếp luôn. Một cái bếp này, cái loại cơ bắp nè. Cái cây cười quá, giống hồi sinh viên. Chứ có một cái bình nấu nước Mod Free Charge nữa, xịn luôn. Có điện 220 ở đây. Chợ bãi kem có, nhưng mà kệ, nghệ nghệ lấy ra nấu chơi. Chứ test cái titanium nè. Hôm nay chưa có xài, mới đem ra rửa thôi, nấu nước thử coi nó nhanh sôi thôi. Nước này thì các bạn lấy nước nào nấu cũng được, nước tại vì nấu xong mà. Nhưng mà ở đây có nước uống thì cứ lấy nước này nướng nấu. Có cái giò thiệt, vừa nước vừa ăn với nước đĩa cà phê luôn. Bình nhỏ nên lấy nước hơi lâu. À, còn mình có một cái ly của Snowbeak nữa nè. Này nhiều bên ở Việt Nam mấy shop đồ phục đều có bán hết, cũng titanium luôn. Ly titanium, nồi titanium, còn ly này của mình. À, cần gấp nấu trực tiếp cũng được. Logo đang để chỉnh sửa lại xíu để bán kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian đó mình sẽ tranh thủ pha cà phê, nay pha cà phê phin hay là mấy cái espresso này.
ra cái espresso thử đi. Nhưng mà đầu tiên là phải rang cà phê, xay cà phê trước. Rang thì các bạn kia đã rang rồi. Có bịch tấm trình mới được cho. Mà này còn dư của bạn mình ở đâu? Ở đâu đó ta? Mình quên rồi ta. Quên mất rồi. Kệ. Lấy uống cho hết luôn. Để không nó ẩm. Uống cà phê xay liền cái nó được, nguyên liệu mình sẽ bỏ bên túi bên đây, làm gì là đóng lại liền. Ở dưới đít có nút để điều chỉnh độ nhuyễn hay không nhuyễn của cà phê từ 1 đến 10, 1 đến 9. Số 1 là ít nhuyễn nhất, càng lên cao càng mịn thì vậy. Nhưng mà thường để số 3, số 4 đi. Pha máy espresso là ok. Vô xe quay tay mà, uống cà phê lại quay tay tiếp. Tí sẽ đổ cà phê vô đây. Đổ cà phê vô đây. Còn dư một chút. Hửi hơi cũng được. Này để lâu quá nó bị mốc rồi. Lâu quá không có uống. Mai sẽ lấy cà phê bịch của Tám Trình. Ông đổ vô xong lấy cái này ép. Thì ta mà nấu lâu quá vậy ta. Cái đầu phò ga bếp có một cái muỗng đây. Nói chung là trong một hai nhóm đồ, nhóm cà phê thì cũng đủ, có khăn lau đâu luôn, lau bàn này nọ, giữ nhà sạch sẽ này. Nơi chắc bỏ nước hơi nhiều, nơi đổ ra. Này này của Game Please, cái hộp đẹp quá, giữ lại hoặc là tặng Tết. Tí đi rửa một lượt luôn, đói quá rồi. Này cho nước hơi nhiều, tốn gà. À quên, bảy kem đi vô trong xin cũng được. Xin xin nước nóng mà thôi, để cấp trại là full set tự xử đây luôn. Để mình này, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá làm rạng ngời lên nhan sắc của Đăng Khoa. Quá phần. Vậy ra cái bình này cũng an toàn, khi nào ấn nút cái chỗ ấy nó mới xì ra, nhưng mà nó dần lỏng nên sẽ an toàn, butan nó sẽ an toàn hơn so nhiều so với các loại bình như là cái bình ga lẩu thường, cái bình dài dài tròn tròn à. Cái đó nhiều khi tại vì các bạn ở ngoài ấn nút vô thì nó đã xì ra rồi, còn cái này phải có một cái kim nhỏ và những cái đồ đầu như thế này đụng vô nó mới ấy được, chứ cái này bình thường nó cũng không có nổ được đâu. Nó cứng với lại nó lỏng, dạng lỏng. À,
cho nó bung lên, nhưng mà làm biến lấy tay ấn espresso này để pha espresso. Lại cô đơn mình nên nên lại cái này cũng cho một người uống thôi, đủ áp suất nước, đủ áp suất nước thì nó sẽ bắt đầu bắn nước qua cái dồi rồi thẩm thấu qua cái cà phê, ép cái chiết xuất cái tinh chất cà phê thì nó sẽ giữ lại hàm lượng caffeine khá nhiều. Lâu quá vậy trời. Đó, có tiếng sẹt sẹt rồi đó. Đó, bắt đầu nặng tay hơn rồi. Đó, ra nào. Đó, ra đó các bạn thấy không, thấy nó bắt đầu nó bắn đó, cà phê ra nè. Nó cho nước hơi nhiều nên nó hơi tràn ra trên nóc. Còn cà phê phin thì nó khỏe hơn, mà phải đợi. Còn này muốn uống liền espresso thì nó phải cực hơn xíu. Nãy đổ nước hơi nhiều vậy đâu, đắm nó chưa chặt. Đúng là đồ gì phải xài thường mới quen tay. Rồi, ok, ở đây tí đi rửa. Đây cà phê. Này là mì gói. Mời các bạn ăn sáng uống cà phê. Cái chỗ lavabo có sẵn, có đồ rửa chén luôn nè. Này trong set của mình cũng có, còn bạn sóc ngoài kia đang đợi mình về dẫn đi chơi. Nói sao các bạn hỏi sáng giờ sao không thấy anh pha heo qua chở đi chơi, đi tiếp. Vâng, vắng lặng, chỉ có mình xe mình, hai xe kia có mấy bạn người làm hay sao đó. Vô hỏi cô có cơm ăn không, không thì ăn ké, không thì ăn mì. Chén cái đăng ký phía trước, cảnh sát dừng thấy khỏi chụp lại. Ai phải đi vô trong một xíu để úp gửi sọt về với lại backup. Thì mình gặp chú đang ăn cơm, hỏi cho ăn chung với trả tiền thêm được không. Chú ok. Tao khoái chiếc xe mà nó chụp hình quả. Bỏ dép mình cũng bỏ dép. Đi lên, đi lên, đi lên. Wow, có cơm sẵn nè. Ăn chung, trứng luôn. Ok là có đậu gì nè các bạn, món này giống mắm, trứng, cơm, quá đã, ăn ké luôn, thánh ăn trực. Kể chú vụ mua cái bịch đồ ở BTT, cái xăng mà lại quên, giờ ăn cái này là chua cay, mắm. Water, chú mời chai nước nữa nè các bạn. What's your name? Som Nuk. S-O-M-N-E-U-K. Chú nói tiếng Anh rất là tốt, Som Nuk, ăn cơm với chú Som Nuk. Nói các bạn, cơm đây là cơm đúng kiểu mà dân dã, không phải khu lịch nè. Ăn người địa phương, ăn gì mà người ta ăn, mà cái mình rất là thích. Bạn ăn thấm nè, chú chỉ không cần luộc, ăn thấm, ăn chung với mắm. Anh nãy giờ không biết gõ tiếng Thái sẽ ra tên tiếng Anh steam sweet potato là khoai tây hấp, có đường ngọt để ăn. Nói các bạn thấy là dùng Google Translate rất là tiện, có mạng hay không mạng đều dùng được hết. Thì để nói chuyện với nhau, có thể dịch đoạn văn hoặc là chụp hình rồi nó là cái gì, rồi dịch đoạn văn bản luôn. Nó chia sẻ thêm kinh nghiệm cho các bạn. Đây, xem thử coi. Chú lấy cái steam sweet potato, nó khoai tây ngọt mà đem hấp đây. Chú sụp nữa. Yeah, I can eat everything except dog and cat. Ok là sugar. Có đường nè các bạn. Nãy giờ mình tưởng cơm. Đây là tráng miệng luôn. Thử cái nha. Đúng là giống cơm, là ăn giống cơm thiệt. Khoai tây. Đó là lần đầu ăn luôn á. Thảo á. Trải nghiệm ẩm thực địa phương. Mưa nhẹ rồi các bạn ơi. Đang nằm nghe lập bầu lập bọp. Tưởng phải mưa, ai về mưa thiệt. Cho sốc tắm mưa luôn. Tết đầu chống mưa. Ráp chiếc xe đạp, đạp vô
sa keo chơi, kêu bữa tối kiếm gì ăn, được thì ghé kiếm mực đồ của bỏ quên. Xe đập gấp luôn nha các bạn. Cần lấy ra đạp vòng vòng, đạp kiếm cứu hộ, mua xăng. Hút tạm đây, rồi. Đây. Đây bé ơi. Dài vô. Dài vô đây. Mọi thứ đều phải có chốt khóa lại hết. Có quách lóc luôn. Đấy, sống. Đấy, ra. Xe đạp mình cũng có gắn định vị chứ có khóa luôn, phòng họ dân họ chôm. Bật con đạp ra. Okay. Hơi mềm xíu nhưng mà vẫn đi được. Tối về bơm sao. Để đặt dòng thử coi. Rồi cái túi rút vô nè, để vô đây cột độ cũng được nhưng mà đi một xíu không cần, mang ba lô. Ok, bây giờ sa keo chơi kiếm đồ ăn mà đi xíu mưa, vô một ngày chùa trú mưa. Đây vừa có tiện Phật, tượng voi mà lại có tượng của thần Vishnu hả? Mình người đầu voi. Cái chùa có cái tháp mà nãy mà thấy từ xa thấy á mọi người, đạp xe đâu rồi, cái tháp nè. Đó, cái nóc tháp. Mấy bà chó. Rất là nhiều xe để đây, bụi bặm chắc lâu quá không ai chạy. Mình với bạn Sao La cô đơn ở ngoài chùa mình nên. Đổi cái nón bảo hiểm, mua nón kiểu taxi cô có đèn pin. Có phản quang. Cái này là tự gắn thêm, tự gắn đèn pin nè, tự gắn phản quang. Đây. Tự gắn đèn pin. Đèn pin đây. Rất là sáng của Phoenix luôn, nguyên bộ đèn Phoenix hết. 99%, 1% máu ô cộng. Phản quang ban ngày ban đêm. Cái chỗ bắt Google luôn mà cái nút rớt ra mất rồi. Rồi có chỗ để đồ, chuông, quách lóc. Chỗ treo nước, khóa. Đặt tên là Sao La, thêm một cái loài vật đang sắp tuyệt chủng của Việt Nam. Để mọi người nâng thêm nhận thức cho mọi người về cái loài vật biểu tượng của Việt Nam này. Đó, đang đợi hết mưa đi về. Đạp xe ra khỏi chùa. Đi về kiếm đồ ăn, giờ phải đợi mưa về luôn, đợi mưa. Chứ đợi hết mưa biết bây giờ. Nãy giờ trú mưa nhờ nhà chùa. Phía trước là thành phố Sa Keo, có đèn vô địa phận, đèn vàng. Bánh xe hơi mềm xíu. À,
sa keo phía trước. Dòng về coi xe cộ làm sao, bỏ bằng sóc nhà mình tội nghiệp. Xe đạp cứ xe máy cứ chạy trong đây, khách thì ra là ngoài cũng được, mà xe đạp chạy trong đây thôi, ra ngoài là tự sát. Có chuông nè, đèn pin gắn ở đây, quét lốc gắn bát điện thoại, hai chai nước. Trở lại con đường về Bãi Khem. Trời cũng ráng chiều, tầm giờ này hôm qua là mình cũng vừa đến, trễ hơn chút, vẫn còn ráng chiều phía xa. Nhanh. Rồi, lên lại đoạn đường nhựa đẹp nè. Đã chưa? Đây chạy xe máy là phê luôn. Thật thoải mái. Qua cầu là tới tiệm tạp hóa. Tới đường vô. Bây giờ ghé cái nhà hàng kiếm gì ăn. Tắt đèn. Cái đèn chớp chớp luôn nè. Đèn đúng full bộ xe đạp luôn. Dơn tới các bạn ơi. Chào đi khắp. Này có cái máy hát xịn nè. Thời cổ và để trang trí. Qua thấy có người ăn, này có mình. Này, ở đây ngồi. Đèn đẹp quá. Nhà hàng rất sạch sẽ. Thank you. Xong thường cái kiểu giống Canada ăn gì ghi đó, mà mình đâu có biết tiếng Thái đâu, nên mình sẽ ghi tiếng Anh, không thì chỉ hình cho nhanh. Với lại nói với bạch Thái và tâm dâm thì ai cũng hiểu. International language. Nhà hàng rất ít người. Kêu cơ bối hay là làm cái gì có máy in xèo xèo nãy giờ mà bỏ khách 30 phút không chịu ra. Mới khen xong chắc đang cơ bối hay gì. Đói bụng lắm rồi nha. Cơm đã tới, mình kêu cơm và một tô tôm dâm. Tô tôm dâm đầu tiên ở Thái Lan, sẽ còn dài dài với cánh gà chiên nước mắm. Mời các bạn tối. Quán có mình thôi, chỗ campsite cũng đây. Cảm ơn, thank you very much. Em chai nước nè. Đó. Ăn tối nha các bạn. Mưa quá các bạn, đợi bớt mưa mà đợi mưa nhỏ bớt rồi mưa lớn nữa thôi, đạp về luôn. Không ngờ đi trời đẹp mà về mưa banh xác này, nước dâng lên dơ hết áo luôn, về giặt xỉu luôn. Chị tạp hóa còn bán ta. Này chắc phải lấy cái phòng vô ngủ cho nó khô ráo, cho nó mát quá. Mưa ngày mai đợi khô mới đóng lều đồ rồi lại được. Tiền tập hóa đóng luôn rồi. Rồi bắt đầu. Mày vô đường đất đạp chậm chậm để xình dân. Đây. Trời ngập nước luôn kìa. Nguy hiểm quá. Này chạy bằng sóc ra chắc ngập nước, nhưng mà đường cũng ok. Đường cũng đá cứng chứ không có mềm. Đi trang bữa đi vô trong giữa camping ở lại nhà luôn. Đèn pin gắn trên nó mô hiểm mà. Thì đèn mắt nhìn tới đâu, đèn pin sẽ rọi tới đó. Về lại với bệnh sốc à. Chuyến đầu đi với Sao La phèo quá Sao La ơi. Mưa quá mưa, kệ cũng gần, không có đạp sâu vô.
vô xe keo chắc đuối á. Cố lên. Đã về lại khu camping. Đằng sóc kia rồi. Đám tăng vẫn còn ok, chưa bị đổ. Cô chú chắc ngủ hết rồi. Quá đuối. Hello bạn sóc. Trời nãy giờ bỏ bằng sóc bơ vơ. Đây rồi. Tâm tăng nó bị thủng nước nè. Phải để nghiêng nghiêng, không nó bị thủng nước. Rồi đẹp quá. Cô chú đóng lại bớt nè. Mai nãy bỏ ổ điện đồ lên, không là bị ướt rồi. Ghế có tấm tăng nghiêng cũng lợi hại, đỡ mưa vô xe với điều đồ. Tại với mưa từ phía này nên mình trắng ở phía đó. Bỏ bạn sóc bơ vơ kia cách mình khoảng 50 mét. Mưa quá, đồ ướt hết. Nãy đi quên che lại, mặc dù cũng căng tấm tăng hết rồi, nhưng mà nay trải nghiệm, với lại trải nghiệm thử cái phòng ở đây, tắm rửa ngủ cho thoải mái. Hôm qua ngủ võng rồi. Đây là một cái căn phòng giá cũng rất là rẻ, là bằng tre lá rồi hết luôn nè. Rồi trong phòng có hai chai nước, giấy vệ sinh, xà bông, chai gì màu đỏ đây, shampoo, dầu gội, nệm cho hai người. Ở mỗi phòng đều có nhà tắm, nhà vệ sinh luôn. Đó, giá khá rẻ. Còn có một cái phòng như giá cao hơn một chút, có ban công, lan can, bàn ghế này nọ thì bên kia. Đó, bên kia hoặc là bên đây, đây các bạn thấy nè. Đó, có quạt máy ở ngoài, rộng rãi hơn. Cái tấm này hình như là mở ra được không? Không. Đó, không có làm mở ra được, nhưng mà có hai cái ghế mây. Rồi, nay đây ngồi ngắm bằng sóc từ xa. Rồi đem đồ vô làm việc tiếp, thấy làm travel blogger cực ghê không các bạn. Đây là căn phòng mình ngủ tối qua trong khu camping. Có những cái phòng để trải nghiệm thử một cái phòng mây tre lá của người Thái họ xây dựng như thế nào. Là bãi kem 2-3 ngày vẫn chỉ có mình. Còn bên đây là kiểu khu sinh hoạt riêng của cô chủ, nhưng mà vẫn mời mình ăn cơm. Thì sáng thấy mình loay hoay nấu mì, pha cà phê, xong rồi cô lấy một số món Thái ra và mình ăn chung. Tại hôm bữa là mình trả 200 bạc cho hai đêm, nhưng mà mình đưa dư tiền bia này nọ với lại để cảm ơn bữa ăn cơm trưa hôm qua nên còn dư, nên cô chủ lại mời ăn tiếp. Chứ đây chơi cô chú cũng mấy ngày cũng không có ai. Đây còn có nuôi gà thả rồng trong đây nè, gà Thái Lan nè các bạn. Gà này mình không có chơi đá gà nên không biết mấy con này đá được không. Mình gà trống nè, còn gà trống. Đó, đây là bạn sau la hôm qua đi sình quá, sáng mình ra đây mình rửa và phơi nắng cho nó khô, xong mình sẽ đóng lại bỏ vô cái túi này, bỏ vô cái túi này, xong rồi lại bỏ vào bàn sóc bên kia. Đó, nay lại đi tiếp, không có ở lại nữa. Mì mình mới nấu xong ăn tạm. Cô chủ mời trái cây và món gì đó giống trứng, trứng chiên với nước mắm, nước tương hả. Đó, đây là mình với sợi đi khao. Dễ thương ghê. Mời các bạn ăn sáng. Ok, chú mới câu được con cá nè các bạn. Con cá rất là to, 2 nè 4 nè 6 70 phân, gần 70 phân, quá trời bự không. Con cá quay mấy cái sông gần đây nè. Ồ trời, ta da, này ăn 2-3 ngày không hết nè, ăn cả tuần luôn đó chứ. Này nấu canh chua là hết bài. Thái Lan fish khảo, gọi là khảo cá tiếng Thái Lan, gọi là khảo khảo. Chú lấy chuối rồi cho mấy đàn gà đàn vịt ăn nè, kêu ổng tỏi hai chú bán tỏi quá rồi. Trời, con nó dắt nhau chạy kìa. Cho tao ăn với, cho tao ăn với. Dọn tấm tăng. Do trời mưa nên mình phải để cái máy này nó thấp xuống một chút để mưa nó chảy xuống, nó không có bị đụng cái nó bị giỏng nước ở đây rất là nặng, nhiều khi gãy cái cây nó nên bị đụng đầu.
Đây, mình đi cô chủ cho thêm hai cái chai nước, mình tặng lại hai cái móc khóa. Với cái khay để đồ mà chật quá. Yeah, I give you and thank you very much for hosting me and hosting me. Yep. And các bạn nào mốt ghé đây qua khỏi cửa khẩu Sa Kêu 60 cây bên tay trái có một cái khu gọi là TT Camping, mình sẽ gửi thông tin các bạn vô ở ủng hộ cô chú. Ok, bye bye. Chào chào. Khắp khắp khắp. Chào mừng các bạn đến trở lại với vlog những cuộc phiêu lưu của Khoa và Sóc. Thì hôm nay hôm qua nghỉ một đêm lang thang ở bãi Kem, thì sáng nay mình loay hoay mà bây giờ tới gần 2 giờ trưa chưa ăn trưa mà mới bắt đầu đi tiếp. Sáng dọn đồ coi như là final check tất cả mọi thứ, bây giờ là coi như ổn, là mỗi ngày đều đi là ok thôi. Tạm biệt cô chú. Chú mới đi câu được con cá nào rất là to, cũng 70 phân á. Dọn đồ, trả phòng, rồi kiểm tra xe, quay vài cái flycam cho những cái vlog thêm hấp dẫn. Thì nay mấy hôm nay mình thực ra là mình có micro nhưng mà bận quá không có thời gian lắp, nay mới lắp một cái thì mình treo vô, có hai cái bát treo mắt kiến nè, mình lấy một cái để kẹp vô cái micro này, giống như là dành cho nhau vậy đó. Giống như hai này dành kẹp vô vừa y, cọp thêm dây rút, xe mình chắc nhiều dây rút nhất trên thế giới quá. Hướng thẳng vào đây, không biết là các bạn nghe âm thanh nó rõ hơn hay không. Tại vì sao mình không mang mic rồi? Tại vì mỗi lần lên xuống là phải tắt, rồi phải sạc thường xuyên. Thì bây giờ cái này chỉ lên á là nối quay luôn, nên dây nó lơi lòng thòng. Hôm nào mình sẽ làm nối qua đây qua đây qua đây cho nó gọn, cho nó gọn lên xíu. Còn bây giờ thì check thử cái ok không đã. Có gì mốt sẽ nổi mic xịn hơn thì hướng thẳng vào đây. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp về đâu? Mình đang ở Sa Kêu gần biên giới Campuchia, mình đi về phía Pattaya. Không có đi thẳng về Bangkok mà đi chạch xuống phía nam, xuống Pattaya chơi lâu quá cũng chưa ghé thành phố đó, với ghé cái chùa gỗ nè, rồi ghé hình tượng Phật mạ vàng trên cái vách đá mà mọi người hay ghé đó, tự nhiên quên mất tên rồi. Thì nhưng mà đó hơn 100 cây đi cũng được, nhưng mà mình chắc đi 160 cây thôi, nghỉ ngơi xíu rồi mai tới Pattaya sau. Cái đường đúng ra ra đường chính, đường 2055 nè, ở đường 33 đi về phía Bangkok, thì mình rẽ vô đây, mình đi đường này nó lại gần hơn được 10 mấy cây. Ok, thử đi đường nhỏ ở Thái coi sao. Let's go. Có hai bạn chó kìa. Xin chào hai bạn chó. Cái gì mà nhanh, đi muốn đi chung không mà nhanh, bye bye. Này giống hai anh em ruột á, mặc y chang, đi lên đường thôi. Đây phía trước là đường nhựa, bắt đầu trở lại đường chính này nè. Ồ, nó lại chỉ để đây ha. Bà con cũng phơi lúa ngoài đường tại ít xe, nhưng mà để hai cái thùng rác hai bên đi chặt. Dạ, anh cho em xin đi nhờ. Để hai thùng rác để mọi người thấy. Ở dưới quê mà vẫn có xe chở rác rồi đem thùng rác ra để trước nhà giống bên Mỹ nè. Đường nhựa ngon lành rồi. Chạy một đoạn sẽ nhập vô những cái trục đường chính của Thái Lan. Đi về Chonburi. Mình sẽ mở thử hai cái GoPro cùng lúc, thì sau đó mình ghép lại thì các bạn sẽ vừa thấy được cái GoPro ở ngoài, thấy trên xe mà ở trên sẽ thấy được cảnh ở ngoài luôn. Những con đường chưa bao giờ đi phiêu lưu
chạy bên trái nè, thấy không các bạn, đang đi bên Thái mà. Nhập lại đường lớn là đường 359 bên Thái thì cái số giống như nhiều nước, cái số càng nhỏ thì đường sẽ là càng lớn và càng là trục đường chính trung tâm rẽ phải về cho Châu Anh Sao đây. Còn ví dụ như đường số 6 nè, rồi đường 35, đường 2 số sẽ lớn hơn một chút ra các tỉnh, rồi đường đường 4, 3 số như là đường 359 nè, rồi đường từ đường 3 số sẽ tách ra 359 mấy đó, rồi 4 số là nó sẽ càng nhỏ nữa đó, thì số càng lớn thì đường nó sẽ càng nhỏ, nó là chia phân nhánh ra rất là dễ hiểu giống như bên Mỹ. Dạ, để mình vô lên trái, mình nhường cho mấy bạn chạy nhanh hơn đi bên làn phải. Rồi đi thẳng về Cha Chô An Sao rồi về Chonburi, tối nay có thể ngủ Chonburi. Gà quay nướng nhìn hấp dẫn quá, tấp vô đợi kiếm chỗ nào, kiếm chỗ nào ăn. Thấy chiếc xe lạ quá ai cũng nhìn lớn rồi, thấy gà ngon quá mà vợ lỡ chạy qua bên đây rồi. Rồi vô đây ăn ăn trưa các bạn. Sao đi khắp đồng kiện tắt tắt đầu tiên là lên là mỏi thắng tay trước ủa lộn vô số mới mỏi thắng tay, rồi dừng là kéo thắng tay trước rồi mới trả về số mo. Rồi số ăn trưa nha, quá đói. Đây con xe tải giống như ở Việt Nam mấy cái trạm cơm xe tải vậy đó, mấy anh chàng lấy xanh đỏ để giống như báo có nhà hàng ăn kìa, nhìn thấy ghét không. Rồi, mọi bạn trưa cơm xe tải mấy anh tài xế kìa. Đây không biết tiếng Thái thì thấy cái có hình đâu nè, cứ chỉ vô đó thôi, cái này ngon chắc ăn cái này với dĩa cơm. Đây toàn món nào cũng cay chua lè mà đang kiêng đồ cay đồ chua. Wow, đồ chơi xe nè, chứ hay độ kiểu chơi đêm hạ gầm tùy nhu cầu mà sẽ độ gầm cao hay gầm thấp. Súp ok là cô chủ cho thêm giấm súp. Đây là thịt hoa tiêu, nhìn là thấy cay rồi, cắn thử cái nha. Chua chua cay cay và ngọt đúng kiểu cơ vị Thái Lan luôn. Cắn miếng thịt thử rồi. Thịt giòn khá là chắc, thơm thơm. À, có cô chủ mua luôn xe ba gác độ nè các bạn, gắn thêm cái thùng chạy chở rau giống như mình hay kéo trên chiếc xe lôi ngoài sau á. À, mời các bạn cơm trưa lúc 2 giờ mấy, cơm ra chụp hình xe mình đòi selfie luôn kìa, mấy anh chàng lơ xe nữa. À, dễ thương ghê. Cô chủ 70 bạc nhưng mà cô chủ bớt 10.000, không có tiền nhỏ nên cô chủ tặng luôn, coi như trả công cho chụp hình ké. Rồi lên đường tiếp các bạn, còn khoảng 100 cây nữa tới nơi, nếu được thì đi 150 cây nữa. Traveloka mới gửi cho mình rất là nhiều cái voucher ta hậu xài, vừa trải nghiệm dịch vụ ngủ lại nè, accommodation, vừa ăn uống, rồi các trò chơi vân vân. Cảm ơn Traveloka. Bây giờ có hai anh chàng đạp xe, ủa sao sao có nón cối đổ đây nữa. Đây, chụp tấm hình coi. Đi kiếm chỗ dừng. Đây lâu lâu các bạn thấy có bên Thái sẽ có những cái chỗ cho xe tải hoặc là xe máy tấp vô dừng nghỉ nè. Có vài chỗ sẽ có những cái chòi luôn, có những cái chòi để trú mưa cho hoặc là ngủ trưa cho tài xế, rất là rộng rãi. Trước có anh chị kia tè bậy kìa, để mình xuống lấy thuốc uống cái, rồi uống cho xong dứt cái bụng luôn, mốt ăn đụng gì ăn đó cho đã. Chuẩn bị nhập vô đường 304, đang đường 359 mình rẽ trái vô đường 304, nhập vô đường AH19, lại là Asian Highway nhưng mà cũng là đường xuyên Á, nhưng mà này không phải là AH1 mà là AH số 19. Chuẩn bị rẽ trái thì mình
vô đây thì có còn vượt khỏi đổi đèn xanh đèn đỏ. Giá trái là về chuẩn bị vô tỉnh là Chechuan sao. Tỉnh này trước mình cũng đã đi ngang rồi. Này về số 3 là được. Để cẩn thận. Còn cái bên phải là để quay đầu. Nhập lên. Vô đường 304 đi về phía Chechuan sao. Về Chonburi. Về phía Pattaya. Còn đi thẳng tiếp là về Bangkok. Đây bắt đầu là đi về phía nam. Đó, thì nhưng mà xong Pattaya muốn về Bangkok thì mình lại đi dọc lên phía bắc, đi dọc theo Vịnh Thái Lan. Coi như là chuyến này sẽ đi ba một vòng Vịnh Thái Lan từ phía dưới Pattaya tới Bangkok xuống tới tận Sado luôn. Để trái cabin Buri, bên phải là Chechuan sao. Đó, rẽ phải phải nhìn gương thật cẩn thận, nhìn hai lần. Ông lên rẽ đi thẳng là bên đây. Rẽ trái là để vòng ngược lại. Tới đây bắt đầu đông là ba lên tại những cái trục đường chính nối Bangkok rồi Pattaya. Nhưng mà đây cũng phải chưa phải là một cái cao tốc lớn nhất, mà cái cao tốc lớn nhất là trục đường chính kia là đoạn đường về Bangkok từ Pattaya mà nó đi. Cái này chỉ là một cái nhánh phụ thôi, từ phía Chonburi đi về Pattaya thôi. Chiếc container không có biển số mà có cái bảng lưu ý gì đó, cái bản chất của công ty gì đó. Đây các bạn muốn vô tấp vô mua đồ ăn thì để trái vô. Bên Thái nó hay có những cái đường song hành đó các bạn, giống như chỗ quận 2 khúc xa lộ Hà Nội, chỗ chỗ Thảo Điền á. Muốn tấp vô mua ăn thì vô, còn chạy thẳng thì cứ đi lên bên đây. Tấp vào đường 331. Tấp vào đường 331 thì đi hai làn trái bên đây. Về đi đường 304 là Phnom Sarakhan, Chechuan sao. Là nó nằm như ngay trước Bangkok á. Còn đi bên đường này là đi về phía những cái đường nhỏ tiếp về phía Chonburi, về Rayong, ra dịch Thái Lan ở phía nam. Chở sao bé container tàn tàn chơi. Đó, các bạn thấy mới chạy bên trái mà chạy ghê không? Tại vì thực ra trước đó mình đi nhiều rồi, chứ đều chưa chạy ô tô thôi. Đợt chạy chiếc Subaru cũng có chạy vô lăng bên phải, nhưng mà chạy trong khu cầm bao thôi, không có ra ngoài đường lớn, không có ra ngoài chỗ ra đường lộ như thế này chạy, nên cũng chưa trải nghiệm được. Bạn này chạy chậm quá chắc phải vượt quá, đợi bớt xe đi vượt sao. Cẩn thận là chính. Bây giờ thấy mình chạy sau lưng hoài, sợ mình qua không được, không đủ nhanh nên chạy sát vô trong làn khẩn cấp luôn, đi nhờ mình qua. Rất nice, thank you, cảm ơn Tháp. Nó mình vô được rồi, bạn nó mới chạy ra lại lên chính nè. Đáng yêu quá. Vô trung tâm đèn xanh đèn đỏ nhiều, hơi kẹt xe một xíu. Xe, chiếc container mới ghê không? Biển số xe tải sẽ có thêm chữ Thái Lan. Thì chắc mấy xe này thường chạy qua biên giới nước này nước kia, nên nhìn để biết Thái Lan. Chiếc kia xe tải nó kéo thêm một cái trailer bằng kích cỡ cái thùng trước luôn kìa. Quá trời bự luôn. Qua Úc còn kéo 3, kéo 4, nhiều khi chắc kéo 5 lần luôn. Tại vì nó gọi là road train, là những chiếc xe giống như kiểu xe lửa chạy trên đường á. Chiếc kia nó muốn chui lên kìa. Nép vô cho nó chui lên. Kiểu làm biến giống mấy ông khôn nổi Việt Nam nè. Hay chen lên. chen chạy sát lại trong lên. Chắc đang mắc ị lắm hay gì. Rồi lên đi bạn ơi. Dính nổ gà. Thì trong mấy chiếc xe lớn cũng phải ớn, nhưng mà xe lớn thì đâu cũng có, không né được. Cẩn thận thôi. Tiếp tục 27 cây nữa là đạt mốc 100 km hôm nay. Thấp thì đi thêm 50 cây nữa.
vô đổ xăng. Còn 1/5 bình nhưng mà cứ đổ. Đây là lần đầu tiên, lần đổ xăng đầu tiên ở bên Thái. Là giá cái xăng BTT nhớ bịch đồn qua mua để bỏ quên nữa. Chỉ coi giá xăng nhiêu nha. Mình vừa mới qua địa phận của tỉnh Chamburi. Chamburi là ít người biết nhưng mà Pattaya cũng biết đúng không? Thì Pattaya chính là cái giống như thành phố lớn nhất, không biết phải thủ phủ không, thành phố lớn nhất thì của tỉnh Chamburi. Pattaya mà nằm ở Chamburi, rất nhiều nhà hàng, khách sạn, biển, đảo, rất là nhiều chỗ vui chơi. Bây giờ thì mình sẽ đi vô đổ xăng. Đây, chạy bên trái nên vô là phải vô đầu tiên là in ở đây, ao là đầu bên kia. BTT có cà phê Amazon của BTT luôn. Rồi, cái nắp xăng mình bên phải nên bây giờ mình sẽ chạy vô chỗ nào nằm bên phải cho nó dễ. Đổ xăng xong thì vô 7-Eleven tiếp. Coi tối nay ngủ đâu, lấy cái voucher Traveloka thử. Đây, Super đây. Vô ô này. Rồi, dừng xe. Đổ xăng nha. Đó là giá xăng thôi. Giá xăng 1.600 ha. Đâu rồi? Đổ xăng đấy nha. Lần đầu tiên đổ xăng bên Thái, hai bạn tò mò ra coi, cầm bảng giới thiệu đi kìa. Đây, giá xăng để coi bao nhiêu đây. Giá xăng price, where's the price? Where's the price? Hiện tại là đang 8 lít nè. 9 lít, 10 lít là giờ là khoảng 37 bạt hả? 3 nhân với 7 là 21 ngàn, cũng thấp hơn Việt Nam chút hả ta? Không thấy giá đâu ta? Không thấy niêm yết giá. À, hình như giá đây single không, không có. Cơ sở có gồm xăng 95 nè, dầu B7, rồi đây dầu B7 luôn. Các bạn nhớ là 95 mấy cái số 9 đó là xăng. Đó, bạn này đang tò mò coi nè. Đó. Mới đổ xăng xong. 810 bạt cho 21.8 lít là tính ra khoảng 37 bạt một lít, là 25.000 Việt Nam, mắc hơn Việt Nam xíu. Rồi, bây giờ để coi phía trước mình để mình chạy lên vô 7-Eleven hoặc là vô cà phê Amazon làm ly cà phê cho tỉnh. Xong rồi đi tiếp rửa mặt rửa tay rồi. Vô bên đây các bạn, thấy đi bên trái mà, vô bên đây ra bên đó. Có những cái xăng BTT thì luôn có cà phê Amazon sạch sẽ. Nhà vệ sinh, cửa hàng món đồ lưu niệm, ăn uống tá lả luôn nè. Kiếm chỗ nào trống trống đổ. Rồi những cái ô có chữ P xa lăng đó là cho các bạn bị khuyết tật nên các bạn không được vô đó, rất là kỳ. Đây, ô nào cũng được, tập vô đây cho nhanh. Có chiếc hạt ly kìa, Rocking hay Rollay gì kìa. Tập vô. Rồi, đi vệ sinh cái. Racing boy kìa. Đó, lâu hồi xuân. Trà brown sugar fresh milk là trà sữa tươi, trà sữa Tân Châu, đường đen, đường nâu bằng sữa tươi. Giá là 49 bạc, 5 đi, 5 nhân với 7, 35 ngàn một ly. Giá khá là ok. Đây, có rất là ngầu lắm, uống trà sữa cho tiểu đường chơi. Evan cây xăng bạn sóc nằm một bình bơ vơ, rồi cây xăng BTT. Bây giờ cũng 5:10 chiều rồi, chạy 60 cây nữa nghỉ. Tốt nè, gà năm sao nè, heo bác heo mấy này, có túi là có tiền, tiền đâu thì em thấy tiệm bán đồ túi da đẹp quá, ước gì có ai đi mình mua tặng. Bán đồ chiên đây giống như một cái khu công viên, vừa đổ xăng vừa ăn uống mà nghỉ ngơi luôn, trạm dừng chân. Trẻ con nít ở đây tụ tập rất là đông. Dây nè, trời đẹp quá ta. Đó, sale còn 100 bạc hả? Nón đẹp quá nè, chắc nón quá nhiều rồi, vớt luôn. Ăn đồ lên tên hôm qua, bù lên hôm qua bỏ quên. Chạy tiếp coi, trời nhá nhem tối rồi. Kia các bạn Suzuki Carry mà to hơn bản của mình, giống kiểu Suzuki Pro ở Việt Nam á. Khu này tối đông vui rồi, ăn uống.
bạn, mình còn 7 cây số nữa mình tới rồi. Này bắt đầu vô kiểu khu đông dân cư, nhà cửa hai bên san sát nhau, y chang đường quê Việt Nam ha. Đây thì có một dải phân cách mềm, hai vạch vàng là không được vượt, bên trái là vạch đứt là để cho xe máy chạy. Đây đường nó hơi bắt đầu có dốc đồi núi một chút nhẹ thôi, không đáng kể nhiều. Tới đèn xanh đèn đỏ. À, đây công trường đang thi công nè. Đèn đỏ này thì cứ chạy mà chạy chậm chậm một chút. Mình mỗi máy mình đều có 3 cục pin sơ cua, 2 cục sơ cua, tổng là 3 cho mỗi máy. Rồi, được, ok rồi. Đi đường này phải 10 cây số, xa hơn 4 cây. Mình có cái đèn nãy mỗi cái đèn phụ. Cái đèn phụ là đèn lái luôn á, nhưng mà nó có đèn cốt, nhưng mà nó sẽ có hai tầng, tầng dưới sáng, tầng trên sáng vừa nhưng mà sợ chói mắt người ta. Với trong đây cũng có đèn đường nên không còn mở, đèn của Kenzo. Bên bạn mình bên Nova tặng. Đường này nó nằm hơi khuất nên phải đánh chữ U lại. Này giống con đường mà lần đầu tới Bangkok đi chơi với bạn người cũ ghê. Nhưng mà đó ở Bangkok. Còn cái này là ở Rayong. Giờ mới qua địa phận Rayong thôi, vô cái resort. Ai đẹp quá các bạn ơi. Mở thêm cái GoPro này cho các bạn xem. iHome 555.000. Mà được voucher 500.000 của Traveloka tặng. Cảm ơn Traveloka và các bạn nha. Còn đóng 50.000 thôi. Quá trời chỗ đỗ xe. Có hồ bơi này nọ nữa để mai rảnh bơi xíu. Quảng cáo thử và chụp mặt thử cái quần của thầy Di với bên Bình Hoàng Swim tặng. Di giới thiệu giúp cho các bạn một những nhà tài trợ, những người đã giúp mình có thêm kinh phí đi chuyến này. Mình mới học thầy Di bơi lội gần đây thôi, nhưng mà cũng lên tay được một chút rồi. Dê lại. Thôi ra ngoài luôn đi cho nó thoải mái. Đi bộ xa thêm chút nhưng mà nó rộng rãi. Còn xa, bánh nằm ngay sát dưới chân mình luôn. Dưới bán kính xoay vòng chiếc này có 4 mét thôi. Rồi. Yeah. Góc nằm cạnh bạn Honda. Bây giờ check-in lấy phòng. Trải nghiệm phòng 3 sao với voucher của Traveloka. Đây là mình 3 cái ba lô, một cái quần áo với đồ tắm rửa, cái ba lô chính mà hay mang với cái ba lô thiết bị điện thoại, là 3 cái ba lô. Mình đi khỏe nữa này cũng không sao. Ok, chịu check in. Sawasdee krap. Tầng 3 như phòng 305. Phòng rất là đơn giản, không có trang trí gì hết, đúng chỗ để ở thôi. Mấy cái gỗ dán ép cũng khá đẹp, giường queen size, tivi, tủ lạnh. Mà chưa giờ xem tủ lạnh hết. Nhà tắm cũng khá thô sơ. Này không xứng chuẩn 3 sao cho nhà tắm lắm. Đây, có. Để mình mở cái này ra thử coi. À, mở từ bên đây. Có một cái ban công. À, dưới có máy giặt luôn kìa. Nhưng mà đồ còn một ít. Cũng chưa cần giặt về Bangkok, giặt ké sao, tiết kiệm đường chút. Quá đẹp. Phòng 555.000 nhưng mà chỉ trả 55.000, còn 500.000 đã có Traveloka lo. Bye, lâu lâu tí xuống thập bằng sóc xíu.